Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiện có cái nồi cám này bố mình nấu viên lợn thì bây giờ mình sẽ nhặt một quả trứng, mình sẽ nướng trứng nhé cho các bạn xem nhé. Xem nướng trứng ăn nó ngon hơn là mình luộc, mình luộc mình tráng trứng không nhé. Nướng trứng nó ngon hơn không hay là bị vỡ nhé mọi người nhé. Mọi người đợi mình tí nhé. Thế mời chờ mình nhé, mình đang cái này mình nướng. Để rìa thôi, để dưới nhìn nữa nó sẽ nổ. Mình sẽ chỉ để ở rìa thôi, chỉ nướng ấm thôi mọi người. Còn trứng này mình nướng ấm thôi, gọi là không gọi là chín hẳn. Vẫn ăn được mọi người ạ. Ăn ngon. Mọi thông cảm, nó giọng nó hơi bị khàn khàn đó mọi người nhé. Mình giọng hơi bé nữa, mọi người thông cảm nhé. Ngồi chờ mình tí, mình lấy ghế. Mình bị đau chân mà mọi người thông cảm, đau chân. Mình bị ngã xe nên nó bị đau chân tí, đau chân cái tay tí. Khá nhiều gà luôn, gà con luôn. Đây,
Năm một gà mà anh đâu anh kêu thì đâu cũng kia anh chân mà cái xác thằng què đi nha. Quay nó gồn lắm, ba tiếng. Chạy chạy gà rồi. Ui, con gà co luôn rồi. Đang sửa ấm. Tiện con lời chán của bố nhưng mình ui. Mình nếu mà trứng luôn là mình nghĩ là không có gà nó bị chết không ạ. Mình nghĩ là nước quả trứng này không gọi là không chín đâu rồi ạ. Vì nó như này làm gà con chết. Ừ. Nhúc nhúc ở đây rồi. Dạ. À, đi chưa? Đi. Ra sớm thế. Hả? Ra sớm thế. Mình nghĩ là nước quả trứng này nó sẽ không chín mà mình phải tích củi hay là ấy thì đàng hoàng nó mới chín mà nhỉ. Đấy. Ừ. Để cái này mình không chín mà. Thì bây giờ mình sẽ đi chất cái bếp ở hoa là bắt con để vào cái trứng để chưa ăn rồi ạ. Thế thì bây giờ xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn mọi người ở clip sau của mình nhé. Bye. Gà này mới cướp vào. Nhìn gà con này khá dễ thương lắm mọi người. Sợ người xem. Mặt ở trang trong quay thôi. Đây rồi. Mình vừa bắt được một con đây.